Đây là các bác thợ đang sơn như vậy nhé, là thờ giáo xứ Trung Đồng, rất là đẹp. Đang vào giai đoạn hoàn thiện như vậy. Đây là đang làm trên cung Long Thánh như vậy này. Trần được lợp bằng trần nhựa quý vị nhá, giả gỗ rất là đẹp luôn. Đây là khu vực giữa và khu vực cuối nhà thờ thì đã xong hết rồi, đã sơn xong hết rồi, rất là đẹp luôn. Quý vị thấy đẹp không? Tuyệt vời. Giáo xứ Trung Đồng rất là đẹp. Mình đang đứng ở trên khu vực cung Nhân Thánh, quay cho các bạn xem bên trong nhà thờ giáo xứ Trung Đồng. Đang vào giai đoạn hoàn thiện như vậy, rất là đẹp. Sau này nơi đây là một nhà thờ rất là đẹp của giáo phận Thái Bình. Quay bên này cho các bạn xem, bên này thì đã xong này. Hai bên đầu đánh giá thì bên này đã xong rồi. Bây giờ thợ đang làm tòa vàng nữa. Rất là đẹp quý vị. Quý vị thấy đẹp không? Tuyệt vời luôn. Các bác thợ đang liệt nền trong nhà thờ. Anh sẽ quay chi tiết bên trong nhà thờ của giáo xứ Trung Đồng cho các bạn xem nhé. Giáo xứ Trung Đồng là giáo hạt Nam Thiên Hải thuộc giáo phận Thái Bình. Thì rất vui mừng hôm nay có mặt ở đây để quay các bạn những nhà mới nhất về nhà thờ giáo xứ Trung Đồng. Trong những ngày đang đi vào khu hoàn thiện, rất là đẹp. Những cái hoa văn ở trên mấy cột thì rất là đẹp đấy. Đấy, nó rất là to các vị ạ. Rất là đẹp, mình muốn quay rất chi tiết cho các bạn xem. Quý vị thấy hoa văn tí ở bên trên rất là cầu kỳ và đẹp luôn, được sơn một nước màu vàng nhạt.
cộng thêm một màu trắng và thêm một màu đồng, đồng 4K, rất là đẹp. Như cái khu vực đây là xong rồi quý vị này. Đấy. Bây giờ các bác thợ chỉ sơn sửa lại nền nữa thôi. Rất là màu, rất là đẹp. Những hoa văn rất là chi tiết. Bây giờ mình sẽ lên trên sàn hát, quay cho các bạn nhé. Thì cố gắng quay chi tiết nhất gửi tới cho tất cả các bạn những hình ảnh mới nhất về giáo xứ Trung Đồng thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Thủy cũng quay ở đây cũng khá nhiều là video rồi, nhưng mà hôm nay là Thủy quay những hình ảnh mới nhất cho quý vị xem. Đây quý vị nhìn, nếu mà nhìn từ trên sàn hát cuối nhà thờ thì quý vị nhìn thấy gần với mái nhà thờ hơn. Nhà thờ được đóng trần bằng những mình không rõ là bằng gỗ hay bằng mình biết là màu gỗ thôi, mình nghĩ là chắc là màu nhựa, và được uốn những cái vòm rất là đẹp luôn. Đấy quý vị nhìn thấy là đẹp không, kiểu dáng nhà thờ cũng giống giống một chút của nhà thờ Đền Thánh Bắc Trạch quý vị ạ. Được sơn cái màu vàng cũng giống giống vậy quý vị. Quý vị thấy rất nhiều hoa văn chấm chấm và hoa văn cầu kỳ, rất là đẹp luôn. Này là mỗi lần bật điện lên thì rất là đẹp quý vị ạ. Tuyệt vời luôn quý vị nhỉ, quá đẹp luôn. Thì cảm ơn tất cả quý vị đang xem trên kênh Công Giáo Yêu Thương nhé. Thì sẽ cố gắng cập nhật tất cả các nhà thờ mà Thủy đi qua, thì sẽ ghi lại những hình ảnh của nơi đó, thì chia sẻ cho tất cả các bạn, nhất là những bạn đi làm ăn xa cùng quê hương, cùng giáo xứ mà không có dịp về quê hương, thì quý vị qua những hình ảnh này quý vị bớt nhớ nhà, bớt nhớ quê hương, và quý vị có thể có một thời gian nào đó quý vị cố gắng về quê hương để thấy được cái vẻ đẹp của quê hương đang phát triển từng ngày từng giờ. Và giáo dân cũng như là cha xứ nơi đây hết lòng vì giáo xứ, rất mong quý vị cùng hướng về quê hương nhá. Bây giờ thì tiếp tục chia sẻ những hình ảnh bên ngoài cho quý vị để quý vị nắm bắt được giáo xứ mình. Đây là giáo xứ Trung Đồng, giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Mình đang đứng ở trên sàn hát thì các bác thợ đang làm liệt nền nhà thờ, và đang làm khu vực trên cung gian thánh. Quý vị thấy khu vực đen đen kia là cung gian thánh. Các bác thợ đang bác rão đang làm, đang đắp hoa văn cũng như là sơn ở hai bên cánh đầu thánh giá. Còn khu vực ở giữa này thì đã hoàn thiện rồi. Đấy quý vị thấy rất là đẹp luôn, đã sơn đến đâu là các bác thợ sơn đến đó, đã hoàn thiện luôn đến đó. Tại vì dàn giáo là không có thể là di chuyển được, đến đâu mình làm là xong đến đó luôn. Rồi mái phông đây, quý vị thấy trần đã được đóng rất được màu gỗ rất là nổi và đẹp. Nhà thờ rất là đẹp luôn quý vị ạ. Mình rất ngưỡng mộ và thích vẻ đẹp ở nơi đây. Tiếp tục thì sẽ lại cái khu vực ô này. Đây còn cái khu cuối này cũng đang làm quý vị ạ. Cũng chưa xong. Chưa xong quý vị nhá.
Mình nghĩ là chắc từ giờ đến gần đến cuối năm là hoàn thiện thánh đường ở giáo xứ Trung Đồng quý vị. Còn đây quý vị này, quý vị nhìn từ đây thì quý vị có thể thấy là khuôn viên của giáo xứ Trung Đồng. Thì xa xa nghe các bác thợ đang tỉa cây, tỉa cây cảnh, cũng như là trang trí lại khuôn viên của thánh đường giáo xứ Trung Đồng. Bây giờ mình sẽ ra bên ngoài, mình quay cho các bạn xem nhé. Đây là khu vực cuối nhà thờ của giáo xứ Trung Đồng quý vị nhé. Đây là mình đang ở khu vực cuối, ngay chỗ sân khấu của giáo xứ Trung Đồng. Quý vị thấy rất đẹp không? Quá tuyệt vời luôn quý vị nhỉ. Quá là nguy nga luôn. Các bậc thợ đang sơn tượng quý vị ạ. Các tượng ở các thánh đây là sơn màu gì ở Bắc? Dạ. Vâng ạ. À, có nghĩa là đủ thứ màu luôn. Có nghĩa là mặc áo nào là sơn màu đó. Rất là đẹp luôn như vậy. Đây là trùm tum vào 2020 này. Sứ Trung Đồng rất là đẹp luôn. Trời hơi chói tí nên là các bạn không được xem thấy cái màu đẹp của nhà thờ được. Hơi chói tí, hơi tối. Rất là đẹp. Đây là khu vực bên quảng trường bên cuối nhà thờ đây quý vị. Khuôn viên quảng trường rất là rộng. Có một đài Đức Mẹ này, sau đài Đức Mẹ là một sân bóng đá và một cái hồ nước. Các bác thợ đang tỉa cây cảnh. Đấy quý vị đứng đây thì quý vị nhìn thấy toàn cảnh của cuối nhà thờ, rất là đẹp luôn.